Dạ, Hùng Tỷ Phú xin chào tất cả cô chú, anh chị, bà con, cô bác và các bạn thân mến. Hôm nay Hùng muốn giới thiệu với bà con, cô bác một mô hình trang trại, nhà quê rất là đẹp và phù hợp cho những người mà muốn về trên vùng quê để chúng ta nghỉ dưỡng. Vị trí cái trang trại này á, là cách trung tâm thành phố Nha Trang á, là 7 km, có quy mô diện tích rộng khoảng là cái này thì Hùng không có mấy, cái này là Hùng giới thiệu thôi, cái này cũng không có bán nha bà con. Hùng giới thiệu một mô hình trang trại nho nhỏ để bà con tham khảo. Nó chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang là 17 km và cách trung tâm huyện Diên Khánh á, là 10 km. Trang trại này là của do một vị chủ ở Nha Trang, họ lên họ mua đất và họ làm trang trại. Đây là thuộc xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Nhân tiện đây thì Hùng thấy nó đẹp quá nên Hùng muốn review lại, và Hùng cũng thích cái chỗ này nữa, muốn gửi đến và giới thiệu với bà con cô bác. Thì cái trang trại này nó chỉ cách Ủy ban Nhân dân xã Diên Xuân là 100m thôi. Còn đường hiện trạng của nó bây giờ là đường bê tông, ô tô tải ra vào né nhau thoải mái luôn. Có chiều rộng của nó là khoảng 5m. Đây. Không biết là bà con có thích cái mô hình vườn rau ao cá trang trại như thế này hay không? Bà con có muốn sở hữu cho mình một cái trang trại như thế này không? Khi tuổi già, chúng ta đã bắt đầu nghỉ hưu, thì không biết là bà con có muốn được về đây trồng rau, nuôi cá, nuôi gà, thả vườn, để chúng ta sống những ngày an nhàn, thanh thản của cuộc đời hay không? Nếu có thì Hùng xin giới thiệu đến bà con một vườn như thế này để bà con tham khảo. Nếu bà con cô bác có nhu cầu muốn mua đất làm vườn trang trại để chúng ta tận hưởng cuộc sống khi tuổi già, thì hãy tương lai nếu có nhu cầu đó hãy liên hệ với Hùng nha. Số điện thoại của Hùng là 0967 269 585, và cũng không xa, Hùng cũng có một cái lô đất sẵn tiện giới thiệu với bà con. Nó cũng chỉ cách cái trang trại này khoảng là 5m thôi, bước qua 5m. Hùng sẽ up cái video này lên vào buổi tối hôm nay để bà con xem. Bà con nhớ theo dõi video kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng để đón nhận video này nha. Hùng sẽ để cái đường link video dưới phần mô tả để bà con nhấn vào xem cho rõ hơn. Còn đây là giới thiệu thôi. Cái vườn đó hiện tại đã có khoảng là 1.000 cây bưởi để bà con có thể thu hoạch và sinh sống. Chỉ trong 4 tháng nữa thôi là cái vườn bưởi đó nó sẽ cho thu hoạch các bạn. Còn giá cả thì bà con hãy liên hệ với Hùng. Và bây giờ không nói dông dài nữa, Hùng xin giới thiệu với bà con, đây là một cái vườn của ông chú. Còn hôm nay là ngày Chủ nhật, gia đình họ lên đây chơi, ăn uống, tổ chức ăn nhậu vui chơi. Đây, ngay chỗ đây là chiếc siêu ô tô màu đỏ là của ông chú đó. Ở đây trồng rất là nhiều cây trái như bưởi, mít, măng cầu, khế, rau, nuôi yến, cá, có nhà cấp 4 siêu đẹp, vườn mướp. Ở đây chúng ta nếu mà cải tiến thêm chút nữa có thể làm sinh thái nhà vườn để cho mọi người đi chụp ảnh selfie. Có cây sầu riêng, cây chuối, cây cảnh mát nè, cây lộc vừng, cây dừa. Đây bà con nhìn xem, thẳng hàng là một cái đường hoa đẹp luôn. Ở trong nhà kia là một cái nhà cấp 4, họ đang chuẩn bị tổ chức ăn nhậu
để vui chơi sau một tuần ở Nha Trang tất bật. Thì hôm nay về đây xả stress. Sẵn chương trình bất động sản, Hùng đi review cái lô đất 6.000 mấy mét đó, thì Hùng cũng muốn giới thiệu đến bà con mô hình trang trại đây. Ở đây vào sáng nay là cỏ ở đây mọc rất là nhiều, nên chú chủ đất này, trang trại, dùng cái máy cắt cỏ này để cắt cỏ đi, nhưng mà không có đốt, gom lại đốt mà để đó làm phân mùn, tương lai nó mục ra nó làm tốt đất. Đây, bà con cô bác nhìn thấy cây chuối đây đẹp mắt không? Đó, mát mẻ luôn, xanh tươi luôn. Ở bên đây là trồng cây khế. Đó, đây có một cây khế này. Nhưng mà khế này chắc là hơi chậm tiêu á, nó lâu lớn quá. À, có trái rồi, có trái rồi đây bà con. Đây, trái đây. À, có trái rồi, trái này là khế này là dùng để ăn gỏi rồi, ngon lắm. À, bà con thấy không, đây là khung cảnh thơ mộng của làng quê nè, mà thủ nhỏ Hùng rất là thích như thế này. Hôm nào Hùng sẽ review nhà Hùng cho bà con cô bác xem. Đây, nhìn lên đây là hàng dừa. Đó, nhìn đẹp mắt không? Dừa khoảng là 7-8 ngàn một trái. Bà con uống nước dừa là khi cần là mình ra mình hái xuống, uống nước từ thiên nhiên luôn. Nước này là nước trời cho, rất là tốt, rất là khỏe cho cơ thể. Tiếp theo đó là chúng ta có vườn amướp. Vườn mướp chứ, lộn lộn, xin lỗi. Lúc nói nhanh quá Hùng hơi bị vấp với lại bị nhầm xíu. Đây, đầu tiên là chúng ta có vườn bầu. Đấy, bà con nhìn xem, vườn bầu đây. Ừ, hiện tại cái bầu này đã ra trái rồi nè. Đó, trái đây. Bà con nhìn thấy đẻ không? Đó, một trái bầu ạ. Tương lai là sẽ có bầu sạch để ăn, không bị nhiễm hóa chất. Đây, nhìn đẻ không? Bầu này là bầu tròn. Ở đây, nếu bà con thích ăn mía, thì có mía luôn. Đây, mía đây. Mía này là mía đen. Mía đen này rất là ngọt, vỏ rất là mềm, nhai nhiều nước. Thủ nhỏ Hùng rất là thích loại mía này. Tiếp theo là chúng ta có vườn mướp. Đây là vườn mướp đây bà con. Đó, để Hùng quay lên cho bà con xem. Đây là trái mướp nè bà con à. Đó, mướp sạch luôn, không hóa chất, không độc hại, mướp từ thiên nhiên. Đó, bà con nhìn xem, hoa mướp bắt đầu ra quả nè, ra bông rồi, chuẩn bị ra quả nè. Đó, nhà trước mặt Hùng là nhà cấp 4, được xây rất là đẹp, lót gạch men từng chi tiết một. Đó, bà con thấy vườn mướp với vườn bầu không? Đó, đang trồng bầu với mướp này. Rồi, chúng ta tiếp tục tới. Ở đây là cô chú chủ nhà trồng cái cây me nè. Đây là me. Me này là me Thái Lan á nha. Me Thái Lan là 20.000 ký á nha. Đó, một cây. Nói chung là đây là chủ yếu là để sinh hoạt vui chơi thôi, nên trồng nó không có quy hoạch. Thích trồng cái gì là trồng, trồng đủ loại để có mà ăn thôi. Đó, cây me Thái đây.
tiếp tục thẳng tới là chúng ta sẽ có vườn rau. Đây, ở đây ai thích rau cỏ chúng ta sẽ có hai rau. Nhưng mà trước khi đi tới vườn rau là chúng ta sẽ có một cái cây này là cây cóc đó. Tương lai cóc sẽ ra trái thôi. Cóc này nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó sẽ ra trái rất là ngon. Cóc này là cóc xỉa nè bà con. Nếu bà con xem video thấy hay thì hãy ủng hộ Hùng bằng cách like hoặc share video này để cho Hùng có thêm động lực làm video mới nha. Hùng chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Hãy nhớ đăng ký theo dõi video Đất Nền Nha Trang của Hùng để có video mới mỗi ngày cho bà con thêm. Sở thích của Hùng là niềm đam mê trồng rau, làm video. Đây, tiếp theo là vườn rau cải. Trồng tất cả các loại rau, khu vực này đã được quy hoạch một cách rõ ràng. Ở đây, trồng các nhiều loại rau để mình ăn. Đấy. Và ở trước Hùng đây là một cái nhà yến đang cho thu hoạch. Yến ở đây về rất là đông. Đó. Nếu mà bà con thích ăn ớt sạch, ớt xiêm thì có ở đây. Đó, đây là ớt sạch nè, ớt xiêm nè. Ăn mì tôm rất là y bai, không thể chê vào đâu được. Đấy, từ chi tiết cho đến tổng quan bà con sẽ nhìn thấy rõ từng ngóc ngách ngõ hẻm của khu vườn. Đó, hàng rau nè. Đó, hàng rau đó. Đây là rau bổ ngót. Đây các bạn, bà con cô bác này thích nấu canh thì ra hái mấy mớ bồ ngót nấu với ít canh thịt. Ăn rau bồ ngót nấu canh thịt sẽ làm giải độc cơ thể, làm cơ thể mát mẻ, thoải mái tinh thần. Đó, hiện tại ở trong kia chú chủ nhà đang tổ chức chuẩn bị cho một cuộc vui nhỏ nhỏ vào ngày chủ nhật đấy. Ai nhà đây, nhà đẹp lắm. Nhưng mà ban ngày thì nó hơi tối xíu nên quay nó không có được đẹp. Đây, đây ở đây có một cây ớt xiêm nữa nè. Đấy, ớt xiêm là đảo nó Hùng về, Hùng sẽ xin một mớ. Quá trời ớt xiêm luôn. Đây là tổng quan nè, giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan nè. Còn có ao cá nữa bà con à, đảo nó Hùng sẽ dẫn bà con ra ao cá. Cả bà con hãy cứ từ từ theo dõi nha. Đây là nhà yến nè. Còn đây là cây lộc vừng. À, trồng 3 cây lộc vừng luôn. Đứng góc này là nhìn tổng quan nè. Rồi, chúng ta thẳng ra đằng sau tiến. Đảo nữa chúng ta sẽ đi vòng lại bên kia. Đi tới tiếp nữa chúng ta sẽ tới gặp được một cây ổi. Đây là cây ổi đây, cây nhà lá vườn. Khi nào thích ăn ổi ra đây, dễ một cái muối ớt. Wow, muối ớt rang nữa thì hết giờ luôn nha. Hùng rất là thích ăn ổi. Đây, ổi đây bà con. Đó, nhìn tươi tốt, đẻ mắt quá. Bà con có thấy yến kêu không? Đó, một cái ổi này. Còn bên này là đất của người ta. Đó. Rang ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu thấy một ao cá. Đó bà con, một ao cá. Ở đây đang nuôi cá trê, cá chép, cá hồng. Rất là đông. Xung quanh đây, tương lai kia dừa nó lớn là sẽ che phủ và bao mát cái hồ này. Chúng ta chủ nhật hàng tuần về là chúng ta sẽ ngồi đây câu cá, nhậu.
bắt ké lên rồi làm một cái bếp lửa ngay tại chỗ nướng luôn. Đây là đi chi tiết rồi, đứng một góc chúng ta sẽ quay nhìn một góc nhìn tổng quan. Đây Hùng sẽ đứng cái góc đây để Hùng quay cho bà con thấy. À, nhìn tổng quan là thấy cái nhà yến không? Đó, xung quanh hồ. Hồ này là khoảng 300 mét vuông. Rộng khoảng 300 mét vuông đó bà con. Xung quanh là được rào bởi tường lưới B40 và gạch. Đây là xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Vì là ngôi nhà này không có bán nha bà con, không bán. Hùng chỉ là review đó bà con. Thấy là tương lai mình có muốn sống thì hãy cứ liên hệ Hùng để Hùng tìm cho những lô đất như thế này để bà con làm nhà vườn. Đây là cách trung tâm Nha Trang khoảng 17 km, và huyện Diên Khánh là trung tâm huyện Diên Khánh là 10 km. Còn số điện thoại của Hùng là 0967 269 555. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua ở đây. Chúng ta gặp được một cây sa kê. Chúng ta sẽ có món sa kê. Đầu tiên là món sa kê. Món đầu tiên của sa kê là chúng ta làm gì? Đó là chiên giòn. Chiên giống như là khoai tây chiên á bà con ạ. Thứ món thứ hai á là món sa kê hấp sườn, hầm sườn chứ, rất là ngon, rất là tốt cho sức khỏe. Bây giờ chúng ta tiếp tục tiến vào trong. Bà con cô bác nhìn thấy ở dưới ké này. Để Hùng quay ké cho bà con coi. Đó, ké nó bay bơi. Nó đớp móng á bà con à. Đó, nó đớp móng á. Cá này giống như cá chép à. Cá hồng hồng, chép hồng à. Rồi, chúng ta lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Tiến sâu vào chúng ta sẽ thấy những cây cóc. Ở đây tập trung trồng những cây cóc. Đây bà con nhìn xem, cóc này cóc xỉa nè. Đó, cóc đó. Rồi trái dễ thương không? Đó. Nhìn hấp dẫn á, cóc này dạ muối, muối ớt tiêu á. Với lại bỏ ít đường vô đánh tan ra. Trời ơi, nhức nách. Trời ơi, nhức nách luôn. Ồ, quá đã, quá đã. Đây, tiến tới là chúng ta sẽ thấy được một cái chùm cốc to. Đấy, thiệt là to luôn. Quá đã. Cốc này có thể ăn được rồi bà con, ngọt lắm. Chua chua ngọt ngọt, nhưng mà ngọt thì nhiều hơn chua. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi vào. Thấy một cây cherry. Đây là một cây cherry. Khi mà ra trái thì rất là tuyệt vời. Đây chúng ta sẽ cho con cháu về quê mỗi tuần chủ nhật để nó chơi vui, ăn những cái món trái cây mà chúng ta trồng lên. Rồi, chúng ta vô tiếp tục tiến vào. À, bây giờ là tổ chức ăn uống này. Thành trứng em đến núi chứ đâu mà ở đâu.
Đây, món thịt nướng thơm không? Quê đẻ luôn. Cái video là có ấy luôn, đồ có bộ cần đảo quá ta. Dạ. Em mới vừa sắm á, sếp em tài trợ á. 2,2 triệu. Mới cần dễ sợ. Đây, là món gà. Cần này để... Đĩa, đĩa nhiều lắm Nam. Trong nhà đĩa để muốn chịu bỏ vào. Dạ. Ủa gà này nhìn đẹp không? Chạy về nhà em đấy nghe. Hả? Đây gà. Ủa đi chi chi kìa kìa. Chạy về nhà em đấy chứ. Ai hả? Đang muốn ở về tranh thủ về đây được. Để ít thôi nha, ít phút thôi nha. À, làm là lắm đi chứ. Ai vậy hả? Nhà mà. Chưa. Chú, cảm ơn quay cái nhà xíu được không? Quay thoải mái đi. Cảm ơn chú. Ý là con muốn giới thiệu mô hình nhà vườn đó mà. À, quay thoải mái đi. À. Đây, chuẩn bị là lên bàn nhậu rồi nè bà con. À, quay thoải mái đi. Nhà nuôi mấy nuôi hai con chó dễ thương á. Hai con chó dễ thương. Con cây nữa này mày ơi. Nè, con cây đi lại đây. Thấy nó lùng lùng mấy cái đá đó đấy. À, con nhìn theo xem. Ở đây là có cái bộ bàn ghế đá nhìn đẹp mắt không? Quá đẹp. Đó, bộ bàn ghế đá nè. Thiết kế nhìn đẹp đấy. Phải lấy anh mấy cái gì em? Phải hết được tay gì em? Đúng không? Đâu phải hết đi. Dạ. Ở đây là được ấy tường gạch đẹp nè. Nhìn lên tới đây luôn. Đẹp. Sạch sẽ, mát mẻ, đẹp đẽ. Rồi, đi vào bên trong.